Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết của chung kết ở trong ngày hôm nay. Hello Chip Boy cầm Mark C ở trong trận thi đấu này. Một trận thi đấu mà gỗ gần, gỗ đầu là quá gần. Một bài cầm Mark C, bãi vàng đẹp, bóng một chiếc BS là, đóng một chiếc BS và hai chiếc BE thôi là có thể ăn được một bãi vàng mắc binh rồi. Gunny cầm Egypt, gỗ đầu cũng siêu siêu gần. Và đây toàn là những cây gỗ 75. Chúng ta có thể thấy bên phía đội bạn là Baby và Minwan. Alo mẹ. Dạ. Con đang đi bình luận đi. Ôi giời. Con bảo ơi đâu, bảo mai em về mà. Con bảo mai em về mà. Đang sáng thôi. Nhà đang cơm được cả. Chúng mà biết tin thằng Tuấn về cái ăn muộn ngay. Đó, sáng nào đi. Đó. Không ăn không. Cái gì ạ? Uống hết rồi. Còn hai gói nữa thôi. Vâng, chúng ta hãy cùng quay trở lại màn hình máy của game thủ Gunny. Một bài anh đang cầm Egypt. Gỗ đầu là đẹp nhưng ép đầu thì lại xấu. Còn đây là game thủ Baby Boy câu một con voi bất thành và nhiều khả năng nó đang đâm đầu vào thẳng nhà của đối phương. Không, rất may nó đã hãm phanh ở tại địa chỉ cũ. Không quá tham lam làm gì cả. Một tay một voi. Xin tôi xin game thủ Chip Boy. Đây là trận thi đấu chung kết. Đây là trận thi đấu chung kết. Vừa phải tôi. Và như vậy là được rồi. Quá tươi. 25 dân. Đây là một bài mà ép đời là tốt. Một bài mà có hốc hay không thì cần phải để xem Chip Boy anh cơ cấu hốc và phải có vàng cơ. Bãi vàng ngay gần S đầu kìa, có một bãi quả gắn đi. Giữa nhà anh và nhà của game thủ của Chip Boy có một bãi quả. Vâng, như vậy là sách sọt lên và đi luôn. Khi mà đang phải ăn tranh với lại game thủ màu 2, tức là game thủ độc cô cầu bại. Bây giờ thì có một bãi quả ngay khu vực xe giò ở chấm xanh này. Có lẽ rằng game thủ Gunny anh cũng đã biết rồi và anh đang giật dân ra. Chip Boy có lẽ là anh sẽ chéo cánh luôn. Nhà độc cô cầu vượt là người cầm Minwan trong trận thi đấu này thì phải. Đấy rồi, con xe giò đã bị mất màu, đã chuyển sang màu 5, chứng tỏ Gunny đã đến nơi. Quá ai. Đóng BB. Vâng, giã BG. Và bây giờ thì giật dân này về. Ăn gỗ vẫn chưa, đã có chiếc BS thứ hai rồi. Bây giờ thì giật dân về chiếc BS thứ hai. Một mình Chip Boy lên đời thôi. Chip Boy đã cơ cấu hốc ở chiếc BS đầu tiên. Theo đúng cái ý đồ của tôi ngay từ lúc đầu. Đó là cơ cấu vào đây đóng một chiếc S ăn vàng. Cái BG kia thì chắc chỉ được 3 đến 4 cái ruộng.
rất khó để đóng được nhiều ruộng ở trong cái hốc này. Nhưng dù sao 3 đến 4 cái ruộng thế thôi là cũng đã quá đủ để cho game thủ Chip Boy anh có thể sóc được y. Và như vậy thì anh đã có được một đôi voi, một bài mà cũng đang còn khá nhiều voi. Con ngựa giò sẽ là đầy đủ công giáp, sẽ qua nhà Mỹ Đình và đến nhà của game thủ Độc Cô Cổ Bại, hay là chạy thẳng vào nhà Độc Cô Cổ Bại luôn. Tôi nghĩ rằng chạy luôn vào nhà Độc Cô Cổ Bại sẽ là hay hơn rất nhiều. Bởi vì Độc Cô Cổ Bại ăn tranh và anh đang yếu, nhưng Mỹ Đình đang có mặt tại nhà của anh, và anh sẽ lại phải chống Mỹ Đình đã. Mỹ Đình lên đời khá sớm trong trận đấu này. Bơm đồ cho Egypt, Egypt kích đời sớm. Kích đời luôn, Min Wan thì nhiều khả năng là đánh A rồi. Bởi vì bên này có Egypt, Min Wan đánh chém mà không chém được Egypt thì cửa thua bên phía team Hà Nội là rất cao, và Hoàng Mai Nhi anh biết điều đấy. Có một con nông dân đang bị dắt, và Hoàng Mai Nhi có game thủ Gunny anh chưa thể đưa nó về với nhà chính nhà của mình. Màn hình máy của game thủ Chip Boy anh vẽ được 3 đến 4 cái ruộng là đúng rồi. Bây giờ đã được hai cái, dâng một nhà y lên rất cao. Không hiểu sao Chip Boy anh có thể dâng được cái nhà y đấy lên. Có lẽ rằng sau hai cái ruộng kia cần phải chốt một cái nhà BE, chốt một cái nhà BE sau hai cái ruộng để không bị mất tay. Chip Boy đang phải làm khá nhiều việc cùng một lúc. Nhà màu 4 là người cầm Babylon thì phải. Bây giờ thì hai cái ruộng cần phải chốt một cái BE đằng sau. Tôi nghĩ là như thế tránh tình trạng bị lủng và tơn đấy, thì mất cả vàng, mất cả ruộng, mất cả gỗ. Rồi đang dummy tốt, bơm gỗ cho game thủ Gunny. Gunny có tơn cung R đầu chưa? Như vậy là Min Wan là người đánh cung Nga khi màu 4 đang chéo lạc đà sang đây. Min Wan đã có hai có tơn cung Nga một áo. Đúng rồi, A luôn. Công ca vào chỗ con dốc này là một địa chỉ hợp lý. Bây giờ thì sẽ có vẻ e bên trong. Vâng, hoài hay quá kìa, vào đi. Vào đi, vào xuống. Quá hay. Ơ, vẫn lọt khe. Vào em, vào xong, vào xong. Đóng BK, không từ từ đã, cứ phải ăn dân đã. Bình tĩnh thôi. Tôi tím rồi. Thôi 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 thôi, ruộng, vật. Bây giờ thì cứ phải bình tĩnh đã. Ăn được nhà Min Wan đã. Vào song đã. Phải vào song. Chém kìa. Vào song ấy. Rồi vẫn tham đang à. 25 cơ mà. Ô tự nhiên Hoàng Minh Nhi đen ruộng để mời chém vào. Quá hay. Quá hay. Quá hay. Ăn hết dân ruộng. Ăn hết đi. Và như vậy là win rồi. Quá hay trong một trận mà game thủ Chip Boy anh được cầm Max C. Tôi không thể tin nổi, Max C một trận thi đấu, Max C thi đấu như lên đồng. Quá hay, dâng hai nhà y. Và với chỉ hai con chém thôi, ăn được quá nhiều dân đến từ game thủ Độc Cô.